Bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 30 tháng 4, người tiêu dùng cả nước sẽ có thêm một địa chỉ nữa để lựa chọn những thực phẩm an toàn cho bữa ăn của gia đình mình. Đó chính là hệ thống chuỗi cửa hàng, bao gồm 100 cửa hàng giới thiệu, bày bán các sản phẩm đặc sản của các vùng miền ở trên khắp cả nước, được sản xuất theo hướng là an toàn sinh học, do Liên hiệp Thái Bình Cúc triển khai với sự tài trợ của An Thái Hưng Group và Liên hiệp Hợp tác xã Nông Dược Thái Bình. Khách hàng đến với hệ thống cửa hàng này sẽ được dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu OCOP ở trên toàn quốc. Chỉ cần quét mã QR trên sản phẩm thông qua điện thoại thông minh, toàn bộ các sản phẩm này đều hiển thị những thông tin liên quan đến quy trình sản xuất, công bố sản phẩm một cách chi tiết của đơn vị sản xuất. Khi mà check lên rồi thì cái thông tin ở trên cái màn hình nó thể hiện được là đơn vị sản xuất đáp ứng được cái quy trình chưa, thành phần của nó gồm những cái gì và đã đạt được những cái tiêu chuẩn gì, đã có công bố và đã có bảng test chưa. Thì đấy là những cái sản phẩm đã được truy xuất nguồn gốc thì người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn khi sử dụng. Hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cùng với sự tài trợ của An Thái Hưng Group, Liên hiệp Hợp tác xã Nông Dược Thái Bình đã xây dựng hệ thống các chuỗi cửa hàng tại các xã phường trên toàn quốc nhằm giới thiệu bày bán các sản phẩm của hơn 10 thành viên thuộc Liên hiệp Hợp tác xã sản xuất, đặc biệt là sản phẩm trà thảo dược và các sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP của các tỉnh thành trên cả nước. Cũng trong ngày hôm nay, đồng loạt 100 điểm bán hàng như thế này đã được khai trương trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng có thêm các địa chỉ tin cậy để lựa chọn các sản phẩm thiết yếu cho gia đình. Chúng tôi biết được thông qua sản phẩm có ghi rõ trên bao bì để chúng tôi tiện truy xét về nguồn gốc nơi sản xuất ra. Và những nguồn sản phẩm này được trồng trên mọi miền của đất nước mà là những sản phẩm sạch. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian qua, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, các sản phẩm OCOP đã được cung ứng rất tốt cho thị trường, có sự tăng trưởng về doanh thu và giá bán, là minh chứng về tiềm năng, hiệu quả của chương trình OCOP. Giai đoạn tới, công tác truy xuất nguồn gốc các sản phẩm OCOP sẽ tiếp tục được chú trọng để đưa các sản phẩm nông sản an toàn ngày càng đến được sâu rộng với người tiêu dùng hơn nữa. Một cái đặc điểm của giai đoạn 2021-2025 là chúng tôi sẽ tập trung nhiều những cái giải pháp về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số để làm sao mà chúng ta có thể hỗ trợ từ vấn đề kiểm soát chất lượng khi các chủ thể tham gia sẽ đăng ký vào hệ thống cơ sở dữ liệu và từ đó các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp có thể kiểm tra, giám sát được số lượng các sản phẩm cũng như là các kênh tiêu thụ bán hàng. Không những an toàn, giá thành còn hợp lý. Những cửa hàng bày bán sản phẩm nông sản như thế này cùng với các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc như Central Retail, Saigon Coop, Mega Market đã và đang tích cực tham gia tiêu thụ các sản phẩm OCOP cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm ngày càng cao, đa dạng phong phú của người dân. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác về vấn đề nông nghiệp. Thưa quý vị, chương trình Mục tiêu Xây dựng Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới đã trở thành cuộc vận động lớn trong cả nước, nhận được sự quan tâm lớn lao của chính phủ, các bộ ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp và nông dân. Riêng chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã góp rất nhiều giải pháp để phát triển nền kinh tế nông thôn, trong đó triển khai hiệu quả nhiều đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Đề tài xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật để phát triển cam bưởi theo chuỗi giá trị trên đất dốc vùng Tây Bắc là một trong những nỗ lực trong thời gian dài của chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Những vườn cam ở huyện Cao Phong, Hòa Bình được canh tác theo những kỹ thuật được hướng dẫn bởi các nhà khoa học, này đã trở thành tài sản to lớn của người nông dân, mang lại giá trị kinh tế cao qua từng mùa vụ. Cây cam này nó rất là thấp so với lại những cái vùng mà nó phát triển tự do. Đấy nên là cái thu hái là nhanh và nó cũng tiện lợi. Sau khi trồng, chăm sóc cũng dễ và thu hái cũng dễ và thuận lợi. Tại nhiều địa phương khác, diện mạo nông thôn đã thay đổi. Những vùng cây dược liệu rộng lớn thay cho hình ảnh những cánh đồng lúa hay những làng hoa công nghệ cao ngày càng được nhân rộng. Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chương trình còn đưa ra nhiều giải pháp tạo chuỗi liên kết cho người nông dân, với sự tham gia của nhiều đơn vị tổ chức. Trong giai đoạn vừa qua thì Viện Nghiên cứu Nông sinh cũng thực hiện rất nhiều các nghiên cứu liên quan đến quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Thì chúng tôi cũng thực hiện cái mô hình là theo cái hướng là kinh tế hợp tác, liên kết các hộ lại với nhau. Thế và hình thành các hợp tác xã và tổ hợp tác. Thế sau đó thì chúng tôi kết nối với các doanh nghiệp có cái nhu cầu về các cái gỗ có chứng chỉ và thực hiện một cái mô hình như vậy để mà
hỗ trợ cho bà con để mà thực hiện quản lý rừng vững và cấp chứng chỉ rừng. Chỉ tính từ năm 2018 đến năm 2020, chương trình khoa học công nghệ đã xây dựng và chuyển giao được 60 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, 50 mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị, góp phần mạnh mẽ vào phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Chương trình khoa học công nghệ đã hỗ trợ ứng dụng chuyển giao nhiều cái mô hình sản xuất rất là hiệu quả, kể cả trên lĩnh vực nông nghiệp, kể cả trong văn hóa, bảo tồn các di sản văn hóa, rồi kể cả trong cái môi trường, đã hỗ trợ để xây dựng các cái mô hình ở các cái địa phương nhằm nâng cao cái năng suất, chất lượng và cái cuộc sống của người dân nông thôn. Trong bối cảnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, việc triển khai các nghiên cứu khoa học công nghệ càng có ý nghĩa quan trọng. Đây tiếp tục là chìa khóa, là một giải pháp quan trọng để đảm bảo đạt được các mục tiêu của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vâng, có thể thấy quá trình xây dựng nông thôn mới, khoa học công nghệ đóng góp một vai trò vô cùng to lớn. Vậy trong giai đoạn tiếp theo, chương trình khoa học công nghệ sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào? Phóng viên VTC16 đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Vâng, cảm ơn giáo sư đã trả lời phỏng vấn. Thưa ông, chương trình khoa học công nghệ phục vụ nông thôn mới trong giai đoạn 2017-2020 thì đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào ạ? Cái kết quả nổi bật nhất của cái chương trình vừa rồi là đã có một cái tổng kết, cái góp phần cái tổng kết 10 năm chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mà về đích trước một năm. Và cái đóng góp chương trình này tức là có một cái phân tích giá trị từ cái góc nhìn về vấn đề khoa học công nghệ. Và vấn đề thứ hai nữa là cái chương trình này đang cung cấp những các cái luận cứ khoa học để cho chuẩn bị tổng kết 13 năm về cái nghị quyết 26 của Trung ương Đảng. Đấy là cái đóng góp. Cái thứ ba nữa là cái chương trình này với các cái mô hình ứng dụng khoa học hiện nay là lan tỏa, ngày càng lan tỏa. Trước đây các cái mô hình của mình ấy, thì mỗi mô hình khoảng từ 100 vài trăm hecta, hiện nay lan tỏa tất cả 42 tỉnh thành với hàng vạn hecta, và đặc biệt là cái nông dân đã biết được những các cái phương pháp để ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật và nông dân tự làm chủ được. Đấy là những cái vấn đề mà rất lớn. Mà để làm được như vậy ấy, thì chương trình đã có cái đào tạo cho đến nay phải nói là gần 20.000 người nông dân, rồi các cái cán bộ quản lý các cái hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới. Đấy là những cao góp điển hình. Vâng, chúng ta nhắc nhiều đến chuyển đổi số trong kinh tế nông nghiệp. Vậy thì chương trình khoa học công nghệ trong thời gian tới sẽ đặt ra những cái mục tiêu như thế nào? Cái quan trọng nhất là cái khoa học luôn luôn phải tiếp cận được cái mới. Tức là mỗi một cái giai đoạn là có một trình độ khác nhau. Từ cái giai đoạn 2 này, cái giai đoạn tới 21-25 thì phải đi vào vấn đề công nghệ hiện đại. Và các cái công nghệ hiện đại này ấy, để làm thế nào, tức là đưa đầu tiên là chúng ta phải sử dụng cái công nghệ 4.0, nông nghiệp số, nông thôn số, và bản thân các cái nông hộ cũng phải thực hiện số. Mà chúng ta phải đào tạo một cái nguồn nhân lực để áp dụng được cái công nghệ số, những cái công nghệ cao trong nông nghiệp nông thôn, để giải quyết một cái việc khâu rất quan trọng, tức là làm thế nào cái khoảng cách giữa rút ngắn được các cái khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, giữa nông thôn ở cái vùng đồng bằng và vùng cao, các cái vùng sâu vùng xa, để làm thế nào tức là xây dựng một nền nông nghiệp bền vững và đồng đều. Một lần nữa cảm ơn giáo sư đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay.